Làm gì ngồi đây có mình nha. Em đang coi tin tức chứ đâu làm gì đâu. Giờ lướt trên mạng thấy toàn là đánh ghen ngoại tình gì không. Giờ không tin được ai chứ. Trời ơi, nhầm người chứ không phải người nào cũng vậy em. Sao này anh có ngoại tình không anh? Không, làm gì có em. Ờ. Mà lỡ có đi nữa em cũng đừng kiếm đánh ghen làm gì. Hơn thua nó làm gì mất công. Sao không hơn thua? Nó lấy chồng của tôi mà kêu đừng hơn thua hả? Trời ơi, nè, em nhìn đi. Cái nhà trà bá này em ở với anh cả đời, còn nó ở với anh cái phòng mấy chục mét vuông có một đêm mà. Em hơn thua với nó làm gì? Còn tiền lương nữa, anh đi làm về có nhiêu anh đưa cho em hết. Anh đưa cho nó có mấy tờ tiền lẻ à. Hơn thua với nó làm cái gì? Còn sao nữa? Em vô coi tủ đồ của em đi, cả trăm bộ. Còn nó có mấy miếng vải che thân à. Em hơn thua với nó làm cái gì? Ôi. Chưa hết nha. Về cái độ nhan sắc hả? Nó phải kêu em bằng cụ. Bằng cụ hả? Tôi khoan không, cái gì không?